chúng tôi install Bootstrap và sau khi nó vừa cho bọc nhóm bật nền sáu và như nhảy xuống với nhóm download bị cáo rồi thì copy path cho vừa cho bọc tới thì bán install to nhưng cái trong video này nhóm bài thứ mày là sao rõ đó nhóm bài là Bootstrap 3 trong cái Bootstrap đơn giản này cứ phở làm rạp ở website để áo những bị responsive vì bạn cần được sao một trình diễn xe bạn cần cập nhật xe bạn cần PC xe sẽ như này làm chẳng tại ca install viết shop cho mình web đầm bay ở số bộ website như sao chấm xin nhắc đào dùm mấy ô mà gọi đặt phòng Bootstrap 4 maintain đấy gọi đóng phở đi mà dần bay chất bay dịch phở nghe mà ta là xả tay mà dần phố vì stable đấy thở bằng phú lý trên ad download kia chụp nó đi màu nhìn ngay với hồi lắm thì mình vừa dần buôn vừa dần bay buôn trực bay buôn trực tiêu nhưng bây giờ trông khói lắm á mình install tam internet đi web shop internet direct ad for tam các bạn này còn cái công ấy nhưng store là phải chạy mất là mây thì mỗi cái chui chui như update tăng từ lắc côn nhưng chặt chặt thì update thì khỏi đấy nhưng mặt đấng nhưng tục cho bàn mới bị update tám e là cô chặt chặt đây phù nữ phù đấy chúng anh em cái thằng em từ mua về đã copy về lưu mark trên cái đặt desktop mà em share cho chơi nhé chúng ta pan hà đây này ok xem bạc lưu đi với chỗ desktop miền đâu này cho lòng desktop ấy đi desktop bằng mạng này nếu bootstrap cắt món các bạn cắt đạn nó không gái xì nó dám ấy thì đó nó điếu hạ mà thì sạc với thế thì sạc thấy chỗ không folder extract nâng cắt vì máu ไอ้ผ้าเรื่องขาวนะลบจาวเลยโอเคฉันจะมือสีเอฟมีคลาสนี่ทำมือจีเอฟมีคลาสนี่นะบุตรซีมินฟอนต์มือเทปบุตรฟอนต์นี่บัตรคือบัตรติฟอนต์จะมีอินเบดจั่วใช้ยังอ่านเปิดดิแอด Bootstrap 4 to my PHP code via chân bích chân phê nhưng copy với internet đảm chân cái lọt này, mình sẽ bọc vào dưới
Okay.